Thưa quý vị, sáng nay 13 tháng 11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở thêm 90.000 đồng, đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm. Mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,3 triệu đồng một tháng lên 1,39 triệu đồng một tháng, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Lương cơ sở là lương dùng làm căn cứ để tính lương trong bảng lương, mức phụ cấp, đóng bảo hiểm xã hội và thực hiện các chế độ khác, áp dụng cho những người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp từ trung ương đến địa phương. Từ năm 2008 đến nay, lương cơ sở đã tăng hơn 2 lần, từ 0,54 lên 1,21 triệu đồng một tháng vào năm 2016 và 1,3 triệu đồng một tháng vào năm 2017. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng như nhiều chuyên gia cũng cho rằng chế độ tiền lương cơ sở hiện nay vẫn còn rất nhiều bất cập. Cách đây mấy tuần chúng ta đã nghe câu chuyện về một nữ giáo viên ở Hà Tĩnh. Sau 37 năm cống hiến, lúc về hưu thì được hưởng lương là 1,3 triệu đồng một tháng. Thậm chí để cô giáo này nhận lương hưu 1,3 triệu đồng, tức là bằng mức lương cơ sở, thì nhà nước đã phải bù thêm 37.000 đồng cho nền lương đóng bảo hiểm xã hội quá thấp. Được biết là trên thế giới thì không có nước nào lương hưu vượt quá 75% của tiền lương đóng bảo hiểm như ở Việt Nam, cao nhất cũng chỉ 50-60%. Nhưng do mức lương đóng bảo hiểm xã hội của nước ta thấp nên dù tỷ lệ hưởng lương hưu cao thì mức thực nhận vẫn rất là thấp. Dạ. Lương công chức hiện nay thì vẫn ở mức thấp, chỉ dao động trung bình từ 4,5 đến 5 triệu đồng một tháng. Mức lương này chưa đủ đáp ứng những nhu cầu tối thiểu và vì thế có hiện tượng một bộ phận công chức phải làm thêm, kiếm thêm để có khoản thu nhập mềm bù đắp cho phần cứng. Và theo tính toán, bình quân người có lương 5 triệu đồng một tháng trong quá trình công tác, đến khi nghỉ hưu sẽ đóng tổng cộng 144 đến 168 triệu đồng tiền bảo hiểm xã hội. Như vậy, người đó sẽ được hưởng mức lương hưu khoảng 3,75 triệu đồng một tháng. Mức lương này hiện nay cũng đã rất thấp chứ chưa nói gì đến trong tương lai.